ngũ trí Phật và các ý nghĩa tương ứng. Theo quan kiến Phật giáo, những si mê phiền não thông thường của con người được chia thành 5 loại hay còn gọi là ngũ độc, bao gồm vô minh, sân giận, kiêu ngạo, tham ái và đố kỵ. Đạo Phật cho rằng chúng là toàn bộ những yếu tố khiến chúng ta mê đắm trong khổ đau luân hồi và chưa thể đạt được giác ngộ. Song ngược lại, giáo pháp Đức Phật cũng khẳng định với niềm tin xác đáng rằng tâm con người có khả năng chuyển biến những xúc tình và biểu hiện tiêu cực thành những đức tính và phẩm hạnh tích cực. Năm Bồ Phật hay năm giác ngộ chỉ cho năm khía cạnh của thực tại khi đã tịnh hóa các xúc tình tiêu cực kể trên. Trong mối tương quan chuyển hóa từ thân tâm của chúng sinh thành thân tâm của Phật, năm Bồ Phật hay năm bộ giác ngộ là những thực tại hoàn thiện đã tịnh hóa hoàn toàn của năm uẩn, năm đại, sáu căn, sáu thức và sáu trần. Sắc uẩn là hình sắc thể chất hay chính là thân thô lậu, tức là thân máu, thịt, xương, da, ngũ quan và khí huyết. Thức uẩn là trạng thái tâm nhận thức và phân biệt đối với cảnh. Thụ uẩn là các cảm thụ vui, buồn và không vui cũng không buồn. Tưởng uẩn là sự tưởng tượng, tư duy về hình dáng sự vật sau sự tiếp xúc của căn đối với trần. Hành uẩn, dòng chảy tương lục sinh, diệt di tế trong tâm. Mỗi bộ trong số 5 bộ Phật bao gồm một Đức Phật trung tâm đại diện cho một trong 5 uẩn đã tịnh hóa và một Phật mẫu tượng trưng cho một trong những đại đã được tịnh hóa. Bên cạnh đó, 4 trong số 5 bộ Phật đều có các vị Bồ Tát đứng ở xung quanh tượng trưng cho 6 căn, 6 thức đã được tịnh hóa. 5 vị Phật lần lượt tương ứng với 5 loại trí tuệ. Đức Bất Động Phật tương ứng với trí tuệ đại viên cảnh trí. Đức Bảo Sinh Phật tương ứng với trí tuệ bình đẳng tính trí. Đức A Di Đà Phật với trí tuệ diệt quan sát trí. Đức Bất Không Thành Tựu Phật với trí tuệ thành sở tác trí. Và Đức Đại Như Lai với trí tuệ toàn hảo hay pháp giới thể tính trí. 5 loại trí tuệ bản lai thể hiện toàn bộ khía cạnh pháp thân Phật. 8 thức vô minh cũng như ảo tưởng về sự xuất hiện của ngũ trí khiến chúng ta hiện nay không nhận ra trí tuệ bản lai, mặc dù nó vẫn hiển hiện trong mỗi người và vẫn còn nguyên vẹn bản chất nguyên sơ của nó. Để Phật tính hiển lộ, chúng ta phải giải thoát khỏi tất cả vô minh, ảo tưởng liên quan tới hiện tướng của 8 thức. Khi Phật tính hiển lộ, có nghĩa là chúng ta thành tựu các phẩm chất pháp thân Phật. Một dấu hiệu chỉ ra sự hiện diện của 5 loại trí huệ bản lai trong tất cả chúng sinh là sự xuất hiện trong sắc thân chủ của 5 bộ Phật. Cách thức các ngài xuất hiện được miêu tả trong trước tác nổi tiếng Giải Thoát Qua Tính Nghe Trong Trạng Thái Trung Gian, hay gọi là sách Tử Thư Tây Tạng. Do bản chất vốn có của 5 trí tuệ bản lai, ngũ trí Phật xuất hiện một cách tự nhiên khi những hiện tướng của trạng thái trung gian ba đô xuất hiện. Các ngài xuất hiện theo cách nào? Ngay khi chúng ta sống, thân và tâm có sự gắn kết với nhau. Khi tâm hồn tại trong thân, cơ thể, vật chất của chúng ta sẽ không bị phân hủy. Tâm không thể lang thang tự do trong giới hạn như tâm thức trong trạng thái trung gian ba đô mà tồn tại cứu hữu với thực. Sự gắn kết thân tâm có được là nhờ sinh lực quý báu hay chính là nguồn năng lượng sống. Nguồn năng lượng này được tạo ra từ sự dịch chuyển ngay khi chúng ta sống giữa giọt tinh túy trắng trên đầu và giọt tinh túy đỏ nằm phía dưới luân xa trốn. Tâm tạo ra sự gắn kết nguồn năng lực quý báu này và cũng thông qua cách này tâm gắn chặt với thực. Trong tiến trình chết, nguồn năng lượng sống quý giá bị tan rã. Chức năng của nguồn năng lượng sống là giữ cho giọt trắng và giọt đỏ ở hai nơi tách biệt. Vào thời điểm chết,
do thiếu năng lượng sống làm cho sự kết nối thân và tâm bị sụp đổ. Giọt tinh túy trắng trước đây ở phía trên lúc này rơi xuống dưới, trong khi giọt tinh túy đỏ ở dưới di chuyển lên trên. Vào thời điểm hai giọt trắng và đỏ gặp nhau ở luân xa tim, thân và tâm tách rời nhau. Đồng thời lúc này cũng diễn ra sự hòa tan của cơ quan cảm giác cho tới khi hơi thở cuối cùng kết thúc. Dần dần cảm giác của thân biến mất. Những cảm giác này dựa trên địa đại, quả đại, thủy đại, phong đại, lần lượt các đại cũng hòa tan. Sau đó, những tư tưởng bên trong tâm bị gián đoạn, các tư tưởng lại tái xuất hiện vì sự bất chấp, tham muốn, vì sân giận và vì vô minh. Những tư tưởng này được gọi là 81 tư tưởng tự nhiên. Sau khi quá trình hòa tan kết thúc, các hiện tượng khác nhau của ba đô xuất hiện. Từ những khía cạnh hoàn toàn thanh tịnh, có ba loại ba đô pháp thân, ba đô báo thân, ba đô quả thần. Trong tiến trình chết, ba đô pháp thân xuất hiện đầu tiên. Như đã giải thích, tinh túy sự tỉnh thức bản lai của pháp thân là tính không có điểm trung tâm. Sau khi 81 tư tưởng tự nhiên sụp đổ, tinh túy này xuất hiện trước chúng ta dưới hình thức tính không. Giới hành giả đã trải qua rèn luyện thuần thục về thiền định trong suốt đời sống có thể nhận ra sự xuất hiện của tính không vào lúc ánh sáng tịnh quang mẹ là bản giác hợp nhất với ánh sáng tịnh quang con, tức là thủy giác. Ánh sáng tịnh quang mẹ chính là tính không, chân tâm thường trụ, còn ánh sáng tịnh quang con là sự thật chứng tính không của hành giả khi còn sống. Nếu hai ánh sáng này hợp nhất, vào lúc đó bản chất của các hiện tượng sẽ hiển lộ. Tuy nhiên, nếu hành giả chưa thuần thục thiền định, sự sụp đổ của các tư tưởng tự nhiên sẽ vẫn xuất hiện, như hành giả sẽ không nhận ra bản chất chân thật của chính nó. Thay vào đó, hành giả rơi vào sự bất tỉnh, nên chức năng tâm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tâm hành giả sẽ xuất hiện trở lại ở trong giai đoạn ba đô pháp thân. Giai đoạn tự tính tâm tỏa sáng được gọi là ba đô pháp thân. Thời gian diễn ra của ba loại ba đô hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tập trung thiền định và thiền tĩnh trụ của hành giả lúc còn sống. Một hành giả khi còn sống có thể an trụ trong thiền định, không ngụy tạo một phút, thì khả năng tĩnh trụ trong giai đoạn ba đô pháp thân sẽ kéo dài trong 5 phút. Nếu người có thể thiền định như vậy trong 1 giờ khi sống, thì khả năng thiền tĩnh trụ trong ba đô pháp thân sẽ kéo dài 5 tiếng. Nếu một hành giả không thực hành chút nào, tâm sẽ không thể an trụ lâu mà thay đổi liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Giới hành giả không thể nhận ra tự tính tâm, nó sẽ chỉ là thoáng hiện. Khi hành giả xuất hiện trở lại trong ba đô pháp thân, ba đô báo thân sẽ xuất hiện, bởi vì năm loại trí tuệ bản lai vẫn hiển hiện tự nhiên trong dòng tâm thức lúc sống. Và bởi vì trí tuệ sẽ lần lượt xuất hiện trong ba đô báo thân dưới sắc tướng chủ của năm bộ Phật. Đầu tiên là sự xuất hiện của Đức Phật Như Lai. Ngài an tọa trong tư thế kim cương trên bảo tòa được 8 sư tử nâng đỡ. Thân Ngài sắc trắng, Ngài bắt ấn chuyển pháp luân, có biểu tượng là bánh xe pháp. Thân Ngài được trang hoàng bằng các trang sức báo thân. Cần biết rằng Ngài chính là hiện thân của trí tuệ bản lai trong tâm chúng ta dưới dạng sắc thân. Năng lượng tiềm ẩn tỏa chiếu trong ba đô báo thân là Đức Phật Đại Nhật Như Lai dưới sắc tướng ánh sáng trắng. Hành giả nên nhận ra Ngài là Phật. Nếu chúng ta không nhận ra Đức Đại Nhật Như Lai là Phật, Đức Bất Động Phật A Xúc Bệ sẽ xuất hiện. Ngài an trụ bên bảo tòa được 8 trượng vương nâng đỡ. Thân Ngài sắc xanh dương, an tọa trong tư thế kim cương, tay phải Ngài kết ấn xúc địa, tay trái trong tư thế thiền định. Ngài được trang hoàng bằng trang sức báo thân. Ngài hiện thân trong sắc tướng như vậy, giống như trí tuệ bản lai, đại viên cảnh trí đã nằm sẵn trong tâm ta vậy. Sau đó, Đức Phật Bảo Sinh sẽ xuất hiện. Ngài an tọa trong tư thế kim cương trên bảo tòa, được 8 tuấn mã nâng đỡ. Thân Ngài sắc vàng, tay phải Ngài trong thế ứng thí vô úy, tay trái trong tư thế thiền định. Ngài được trang hoàng bằng các trang sức bảo thân.
vì những tư tưởng không thanh tịnh của tâm chúng ta đã bị gián đoạn trong tiến trình chết, trí tuệ tỉnh thức, bản lai bình đẳng tính trí có cơ hội hiển lộ trong ba đồ bảo thần. Sau đó Đức Phật A Di Đà xuất hiện, Ngài an tọa trong tư thế kim cương trên bảo tòa, được 8 khổng tước nâng đỡ. Thân Ngài sắc đỏ, hai tay Ngài trong tư thế thiền định. Ngài được trang hoàng với tất cả những trang sức bảo thân. Ngài là sự thể hiện của trí tuệ bản lai, diệu quang sắc trí liên tục hiển diện trong dòng tâm thức của chúng ta và xuất hiện trong ba đồ bảo thân. Đây là sự hiện thân của Đức Phật A Di Đà Phật. Sự thể hiện của trí tuệ bản lai thành sở tác trí là đất bất không thành tựu Phật. Ngài an tọa trên bảo tòa, được 8 mệnh lệnh điểu nâng đỡ. Thân Ngài sắc xanh lục, an tọa trong tư thế kim cương, tay phải trong tư thế ứng hộ trì, tay trái trong tư thế ứng thiền định. Ngài được trang hoàng bằng trang sức bảo thân. Bằng cách này, trí tuệ bản lai thành sở tác trí, tự hiện thân trong sắc tướng đất bất không thành tựu Phật trong ba đồ bảo thân. Trong giai đoạn ba đồ bảo thân, rất nhiều các bản tôn khác sẽ xuất hiện sau khi chủ của năm bộ Phật. Các vị Phật bản tôn được mô tả trong sách Tự Thư Tây Tạng, giải thoát qua tính nghe trong ba đồ. Các ngài nên biểu cho sự hình thành 51 tâm thanh tịnh. Một số học giả nghi ngờ rằng liệu chủ của năm bộ Phật có thực sự xuất hiện như đã miêu tả ở trên hay không, hay các ngài sẽ thay đổi theo từng quốc gia và truyền thống văn hóa của mỗi nơi. Thực tế là cả năm bộ Phật này không bắt nguồn từ Ấn Độ hay Tây Tạng, mà được chính Đức Phật Thích Ca mô tả trong kinh điển Bậc Thừa. Các vị Phật bản tôn không phải là sự phát minh của Đức Phật, mà là sự thật tồn tại trong dòng tâm của chúng ta. Các ngài tồn tại dưới hình thức chủng tử trong kinh mạch của chúng ta và có thể xuất hiện trong giai đoạn trung gian ba đồ. Hành giả tu tập thâm sâu có thể nhìn thấy năm Đức Phật bản tôn này thông qua thiền định. Ba đồ bảo thân tương ứng với giai đoạn được gọi là ba đồ tái sinh. Trong giai đoạn này, hành giả chuẩn bị đón nhận một sắc thân mới, đời sống mới dựa trên nền tảng của các hoạt động giác ngộ quá thân. Nói chung, điều quan trọng là cần rèn luyện thiền định về tinh túy của trí tuệ bản lai. Sự hiểu biết về đặc tính, sự phân chia và bản chất của năm loại trí tuệ bản lai sẽ góp phần củng cố và tăng trưởng khả năng tập trung thiền định cho hành giả. Đặc biệt quan trọng trong giai đoạn ba đô trung gian, nếu nhận ra đó là các vị Phật, hành giả có thể thành tựu Phật quả trong ba đô bảo thân. Hơn nữa, các chủ của năm bộ Phật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành tựu mục đích tối thượng. Đây là lý do các hành giả phải thực tập thiền định về sắc thân Phật bản tôn trong giai đoạn phát triển. Đối với những con người chưa trải qua rèn luyện thực hành trong giai đoạn phát triển, việc giải thích bản chất đích thực của các vị Phật bản tôn để chứng minh cho tầm quan trọng phải thực tập thiền định về các ngài là vô cùng cần thiết và hữu ích. Sự chuyển hóa năm đại thành năm Phật mẫu. Thực hành chân ngôn bí mật chú trọng đến sự hợp nhất trí tuệ và phương tiện thiện xảo. Phương tiện được biểu trưng bằng năm đức Phật phụ tính và trí tuệ được biểu trưng là năm đức Phật mẫu tính. Tại mức độ thanh tịnh hoàn toàn, như chúng ta đã biết, năm chủ của năm bộ Phật là thể hiện bản chất thanh tịnh của xúc tình phiền não. Tương tự như vậy, năm trí tuệ được thể hiện là năm đại thanh tịnh. Nói chung, nền tảng cho sự xuất hiện thế gian hiển diện đối với chúng sinh là năm đại: địa, thủy, hỏa, phong và không đại. Tất cả các đối tượng bên ngoài xuất hiện là do những yếu tố cấu thành của năm đại. Xét về chức năng, năm đại nên biểu cho điều gì? Chủ của bộ Phật thứ nhất là đất bất động Phật. Sự hiện thân của tâm sân giận đã hoàn toàn được tịnh hóa. Minh phi trí tuệ của Ngài là Phật mẫu Mamaki, thể hiện sự thanh tịnh của yếu tố thủy đại. Trong sự hiện thân tiêu cực, sân giận có thể gây ra phá hủy và hãm hại. Tuy nhiên, sân giận cũng có tiềm năng tích cực tạo ra kết quả tích cực. Tương tự như vậy, thủy đại có hai khía cạnh. Nếu thủy đại xuất hiện trong chúng ta một cách nguy hiểm, có thể gây ra nhiều tổn hại và phá hủy. Ngược lại, nước là chất lỏng và có khả năng gắn kết, thậm chí
những phân tử nhỏ nhất nếu thiếu yếu tố nước cũng sẽ bị khô cằn giống như các hạt bụi. Theo cách này, Đức Phật mẫu Mamaki là thể hiện khía cạnh thanh tịnh hoàn hảo. Đức Phật Bảo Sinh là sự thể hiện khía cạnh tịnh quá của niềm kiêu hãnh. Minh vì trí tuệ của Ngài là Phật mẫu Buddha Lokana, Phật nhãn Phật mẫu, là sự thanh tịnh hoàn hảo của địa đại. Nói chung, địa đại có tính chất rắn, chắc và bất động. Địa đại là mảnh đất lành tạo tiềm năng cho phát triển và nơi an trú cho vạn vật. Ở mặt trái, địa đại có khả năng tàn phá mạnh mẽ. Khía cạnh tiêu cực của kiêu mạn là khi phiền não hoành hành, nó sẽ nhầm dẫn tự nhiên, tạo nên nguyên nhân căn bản dẫn đến hành động tổn hại. Khía cạnh tích cực của kiêu mạn là phẩm chất can đảm và quyết tâm, trở thành cội nguồn của tính ổn định giống như phẩm chất của đất. Vì bản chất của đất là ổn định, cho nên yếu tố thanh tịnh của địa đại được thể hiện dưới sắc thân Phật nhãn Phật mẫu. Mọi ái kết tham muốn được tịnh quá thanh tịnh hiển lộ là sắc thân Đức Phật A Di Đà. Minh phi trí tuệ của Ngài Đức Phật Barara Vasini là sự thanh tịnh của yếu tố quả đại. Lửa có tính chất nóng, đốt cháy và có thể gây ra nhiều hậu quả tổn hại to lớn. Sự bám chấp tạo ra nhiều lớp đau khổ luân hồi. Tuy nhiên, khía cạnh tích cực của quả đại chính là hơi nóng có sức mạnh làm cho chín mùi. Sự bám chấp tạo ra năng lực kiểm soát. Vì vậy, Phật mẫu Bandara Vasini là sự hiện thân thanh tịnh của yếu tố quả đại. Sự hiện thân của trí tuệ thứ tư là Samaya Tara, trinh tính độ Phật mẫu, yếu tố thanh tịnh của phong đại. Ngài là minh phi trí tuệ của Đức Phật bất không thành tựu, hiện thân của sự ghen tị được tịnh hóa hoàn toàn. Ghen tị là xúc tình tiêu cực cần phải loại bỏ, nhưng cũng là khía cạnh tích cực đem lại sự can đảm và quyết tâm thành tựu tất cả các công hạnh. Làm thế nào để phong đại thực sự có hiệu quả? Những trận cuồng phong có thể phá hủy và phá tan mọi thứ. Tuy nhiên, trong sự hiện thân tích cực, gió tạo ra sự phát triển và bao trùm tất cả các hoạt động. Những làn gió nhẹ chuyển động làm cơ sở cho sự vận hành của vạn vật. Ví dụ như, cây và hoa có thể phát tán hạt giống, sinh sôi nảy nở nhờ vào yếu tố gió. Bất kỳ hành động nào chúng ta mong muốn thực hiện đều phụ thuộc vào sự kích hoạt của yếu tố gió, bởi vì nó cung cấp khả năng vận hành. Vì vậy, khí là tinh túy của công hạnh giác, ngộ để viên mãn mọi công hạnh. Sự hiện thân trí tuệ mẫu tính của Đức Phật bất không thành tựu đã viên mãn mọi công hạnh là Phật mẫu Samaya Tara, sự thanh tịnh của yếu tố phong đại. Bậc chủ của bộ Phật thứ năm là Đức Phật Đại Nhật Như Lai, hiện thân của pháp giới thể tính trí, tịnh quá hoàn toàn được vô minh ảo tưởng. Bậc minh phi trí tuệ của Ngài Phật mẫu Davisvari nên biểu yếu tố không đại được thanh tịnh hoàn toàn. Toàn bộ các cõi được thiết lập trong không gian, vì không gian có bản chất tính không. Tuy nhiên, dựa trên nền tảng tính không, dạng pháp hiển lộ, tăng trưởng, phát triển và trải rộng. Bạn có thể di chuyển tới bất cứ đâu mà bạn muốn, bởi vẫn còn không gian để di chuyển. Cây cối, mùa màng và tất cả loại thực vật có thể mọc trong không gian. Tất cả các công hạnh và sự vận hành của pháp giới đều có thể thực hiện vì có khoảng không gian vô ngại. Nếu không có không gian, tất cả dạng pháp trở nên lộn xộn, chồng chéo lẫn nhau và không có chỗ để di chuyển hay để thở. Một khi tịnh quá tất cả phiền não, vô minh hay những tinh thần ám độn, thì chúng ta chứng ngộ ý nghĩa của tính không. Từ quan điểm tuyệt đối này, có thể nói không có tính không thì không thể làm được điều gì. Tính không cho phép mọi thứ diễn ra, đó là khía cạnh thanh tịnh trong sắc tướng Phật mẫu Davisvari. Năm đại này cấu thành thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Khi các đại cân bằng, mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy và không phiền nhiễu. Ngược lại, nó sẽ là nguyên nhân sản sinh ra những vấn đề tiêu cực khi những năng lượng các đại cấu thành thân vật chất chảy một cách điều đặn và cân bằng. Thân sẽ ổn định và khỏe mạnh, không có ốm đau. Tuy nhiên, khi mất cân bằng, chúng sẽ gây phiền não và năng lượng suy giảm,
thân trở nên bệnh tật